Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với những video tiếp theo của Bonsai Châu Giang. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của tất cả quý vị trong chặng đường vừa qua. Và ngày hôm nay chúng tôi lại xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ đến với một tác phẩm tiếp theo tại khu vườn đặc biệt của Bonsai Châu Giang chúng tôi. Và ngay phía sau tôi đây, xin mời quý vị sẽ cùng quan sát một cây thông đen được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật và xem là cây thông đen này ngày hôm nay với bàn tay tài tình của nghệ nhân Minh Châu sẽ biến hóa tác phẩm này thành thế gì và dáng gì. Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi để tham quan phần chỉnh sửa, cắt tỉa trực tiếp cây thông này. Kính thưa quý vị, đây là một cây thông đen được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Và như quý vị đang quan sát thấy, cây thông của chúng ta chưa có một hình dáng gì được định hình gọi là cụ thể ra thế ra dáng, đúng không ạ? Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng quan sát thân cây, gốc cây, từng cành, từng ngọn để xem lát nữa chúng ta có nhận ra với phần sửa cây tài tình của nghệ nhân Minh Châu thì nó sẽ thành thế gì và dáng gì, không ạ? Xin mời tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta quan sát gần vào gốc cây, quý vị có thể nhìn thấy sự độc đáo và khác lạ của cây thông đen này. Và quý vị, nếu như quý vị nhìn thấy sự khác lạ đó thì có thể cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng để lại comment ở phần bình luận của video này được không ạ? Xin mời tất cả quý vị. Chào cả nhà. Thưa quý vị, và vừa rồi quan sát video của chúng tôi, quý vị đã thấy ngay trong những phút giây đầu tiên thì nghệ nhân Minh Châu đã có ý tưởng cho tác phẩm này và ngay lập tức đã phác họa lên tấm bảng bên cạnh của chúng tôi. Và giờ này chúng ta sẽ cùng quan sát xem phần phác thảo của nghệ nhân Minh Châu và phần sửa cây ngày hôm nay, hai phần có tương đồng với nhau hay không, và phần phác họa sẽ đẹp hơn hay là phần cây của chúng tôi đẹp hơn. Xin mời quý vị sẽ cùng theo chân nghệ nhân Minh Châu. Những đường kéo đầu tiên để định hình cho tác phẩm của chúng ta. Xin mời quý vị sẽ cùng quan sát thật kỹ, bởi vì những kỹ năng này chúng tôi tin chắc chắn rằng sẽ giúp ích cho quý vị mỗi khi quý vị muốn định hình tạo dáng cho cây cảnh của nhà mình. Thank you.
thưa quý vị, sau quá trình cắt tỉa cây của chúng ta thì như quý vị đang thấy hiện tại trên video thì nghệ nhân Minh Châu đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để cho ra mắt một tác phẩm thật là đẹp để gửi tới tất cả quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị cùng chúng tôi sẽ đều yêu thích tác phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lại hình ảnh trước và sau khi tác phẩm của chúng ta được chỉnh sửa. Và không biết rằng là nghệ nhân Minh Châu của chúng ta đã đặt tên cho tác phẩm này của mình chưa ạ? Vâng ạ, đây là cây thông có thế... nó mang dáng trực ạ. Kính thưa quý vị, và nếu như quý vị yêu thích tác phẩm này của chúng tôi và muốn đặt cho nó một cái tên thật là đẹp và ý nghĩa thì quý vị hãy để lại phần bình luận của quý vị ở video này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì đây là một cây thông đen được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật. Thì không biết là quý vị đã biết cách trồng và cách chăm sóc cây thông đen này chưa ạ? Chia sẻ từ nghệ nhân Minh Châu của chúng tôi thì chúng tôi được biết rằng cây thông đen này nếu như quý vị muốn cho nó có một vẻ đẹp bền bỉ với thời gian thì hàng năm cứ vào độ tháng 7, tháng 8 âm lịch chúng ta sẽ tiến hành đưa cây ra khỏi chậu, cắt tỉa những phần rễ đã thừa và bám lại xung quanh chậu cũ, sau đó thay đất và cho cây về một chậu mới có thể rộng hơn tùy với dáng cây của quý vị ạ. Và sau khi mà thực hiện xong cái phần thay chậu thì chúng tôi tin chắc chắn rằng cây thông của chúng ta sẽ có đủ dưỡng chất để lớn mạnh và ngày càng đẹp hơn. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng quan sát cận cảnh quá trình thay chậu cho cây thông đen này. Xin mời tất cả quý vị. Xin chào cả nhà nhé, chào tất cả anh em.
Hôm nay mình lại vừa xong được một tác phẩm thông, đã hoàn chỉnh và thay chậu. Xin cảm ơn tất cả, gửi lời tới tất cả anh em trên toàn quốc, những người đam mê về bonsai đã đồng hành với Bonsai Châu Giang. Chúc anh em một ngày vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Cảm ơn tất cả anh em, mình đã hoàn thành. Xin ý kiến đóng góp và xây dựng của tất cả anh em trên cộng đồng mạng. Đây là một cây thông đen, mình đã thay chậu và cắt sửa theo như lúc đầu mình đã thử mô phỏng trên trên bảng để cùng mọi người tham khảo với ý kiến nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, và trên video vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy quá trình cận cảnh nghệ nhân Minh Châu của chúng tôi cắt tỉa cây từ dáng cũ thế cũ trở về dáng mới thế mới, quá trình thay chậu cho cây để làm sao cây có một vẻ đẹp bền bỉ với thời gian. Kính thưa tất cả quý vị, trong video vừa rồi thì rất nhiều những kỹ thuật đã được nghệ nhân Minh Châu sử dụng, và chúng tôi hy vọng rằng những kỹ thuật đó sẽ là hành trang để quý vị có thể cắt tỉa chỉnh sửa những cây tại gia đình quý vị. Còn nếu quý vị nào có những cái tác phẩm thật lớn, thật là to mà chúng ta không tự tin trong việc tạo hình cắt và tỉa, thì quý vị có thể liên lạc với nghệ nhân Minh Châu của chúng tôi bằng số điện thoại ở trên màn hình. Nghệ nhân Minh Châu sẽ mang kinh nghiệm vô cùng quý báu của mình với đôi bàn tay vàng của mình, sẽ giúp gia đình quý vị có những tác phẩm thật là hoàn hảo. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành với Bonsai Châu Giang. Kính chúc quý vị với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin được kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video lần sau.